nhìn thấy cái con đen đen ở mũi không? Các bạn nhìn nhá. Đây này. Đây là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai tôi gặp này. Lỗi với con chó này là đây là con đỉa. Đây là con đỉa nó đang bám vào cái lỗ mũi này. Đấy, nó đang tụt vào trong này. Đấy, bây giờ tôi lấy tôi gắp cho các bạn xem. Có cái kìm ấy đây ở đâu rồi? Có cái kìm nhọn. Các bạn nhìn thấy nó, con nhìn thấy không? Có từ đây thôi mà. Đó, các bạn có nhìn thấy nó thò lò mũi này. Đó, đây là con đỉa nhá. Con đỉa bám vào lỗ mũi của con chó. Và đây là trường hợp thứ hai tôi gặp rồi, chó bắt từ bản về. Tôi có thể lấy ra cho các bạn xem này. Ôi, nó lại thụt vào trong mất rồi. Ấn tạm dừng đi con. Đây là lần thứ hai tôi gặp. Lần trước nó cũng như thế này thì tôi lại tưởng là con chó nó có cái dị tật ở mũi, tôi định đi phẫu thuật. Thế đến lúc tôi cầm tôi rút ra thì mới phát hiện là đây là con đỉa. Con đỉa nó chui vào lỗ mũi và nó hút máu ở trong mũi này, nó cứ bám thò lò này. Thì đầu tiên về thì thấy nó cứ hắt xì hơi thì lại tưởng nó viêm đường hô hấp. Thế đến lúc nó hắt xì hơi thì nó ra thò lò tí thế này thì tôi lại tưởng là mũi nó có dị tật. Và đến hôm nay tôi lại nhìn thấy con này thì tôi đã nhận ngay ra đây chính là con đỉa. Và bây giờ tôi lấy ra cho các bạn xem này. Có thấp này. Có nhìn thấy không? Có. Phải đợi nó thò ra dài tí nữa thì mới gặp được. Nó lại nó niếm một cái thì nó lại tụt ra. Tôi phải giữ để cho nó khỏi liếm. Đây là những cái thực tế anh em gặp nhá. Đấy, đây các bạn đã thấy chưa? Đó. Đây nhá. Trên thực tế này, tôi vừa mới rút ra khỏi lỗ mũi con chó này. Đó, các bạn thấy chưa? Chó bản về nhá. Đó, các bạn đã thấy sợ chưa? Đây, để em đây này. Đó, nó bám ký sinh trùng trong mũi của con chó rất là nhiều ngày rồi. Nhưng mà về đây là mãi vừa rồi mới phát hiện ra. Đây là con đỉa. Các bạn đã thấy sợ chưa cái mồm này? Đó. Và nếu như chúng ta không để ý là tôi tưởng dị tật. Thực ra thì đây là nó thò ra ngoài, mình gắp mình rút ra ngay ra được. Nhưng ngoài ra vẫn còn một cái cách khác nữa là gì, chúng ta có thể nhỏ một tí nước tỏi vào đây. Con chó nó hắt xì hơi thì nó cũng phọt trò ra ngoài thì chúng ta gắp ra thì nó cũng dễ hơn. Cái hai là cái nước tỏi nó làm sót cái lỗ mũi cái con chó và sót cái con đỉa này thì nó cũng dễ nhả ra hơn.
Nhưng mà thực ra với cái này thì lần trước tôi đã gặp rồi và tôi rút ra được, nên là lần này tôi cặp tôi rút ra luôn. Đó, đây các bạn đã nhìn thấy. Rồi, tốt biết không. Xin được mến chào toàn thể anh chị em đang theo dõi trên kênh của Bằng Đoàn TV, ở nơi mà Bằng Đoàn TV sẽ chia sẻ cho anh chị em những kinh nghiệm về chăm sóc cũng như huấn luyện cún cưng. Các chương trình được đăng tải vào 8:30 vào các tối thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Xin mời anh chị em đón xem video. Thành thật xin lỗi quý vị trong những hình ảnh vừa rồi. Các bạn xem các bạn có thấy ghê không ạ? Tôi nói thật là bản thân tay tôi làm xong mà tôi nói thật là tôi không ăn được cơm. Bởi vì tôi cứ nghĩ đến cái cảnh, cái hình ảnh, cái lúc tôi giật con đĩa ra khỏi mũi con chó thôi là tôi dùng mình tôi không thể ăn nổi cơm. Và nói thật với các bạn rằng là đó, thực sự là không phải muốn quay cái video này lên đây cho các bạn xem, nhưng mà bằng lần quay lại để giữ một là để làm tư liệu cho mình sau này, với hai nữa là gì, cũng để muốn nói với các bạn rằng là tất cả những cái gì mà Bằng Đoàn nói, Bằng Đoàn chia sẻ với các bạn không phải là để chém gió, mà đó là những gì Bằng Đoàn đã trải qua. Và không biết các bạn thế nào, như tôi thì trải qua rất nhiều thứ, rất nhiều những cái mà có lẽ ở đây nhiều người chưa trải qua. Và đối với tôi thì trong cái ca này thì đây không phải là ca đầu tiên. Cái ca đầu tiên tôi gặp ấy thì một con cái vàng tôi bắt từ trên bản về. Tất cả những cái này thì đa phần nó đều là từ chó bản nhá. Chứ con chó dưới xuôi thì nó ít bị, nhưng cũng có thể do nó đi lồng sục ở trong cái môi trường, nó đi tìm đồ ăn, nó neo suối, neo đồi thì nó xuống suối thì khả năng nó bị đỉa nó dính vào. Và khi con đỉa nó dính vào thì nó sống ký sinh trùng ở trong mũi. Và do vì cái nhiệt độ ở bên trong nó nóng nên con đỉa nó không chui được vào trong, thì nó cứ muốn ra, nhưng vì là gì, nó phải bám dai dẳng để làm sao là để nó hút máu để nó sống. Thế nên là nó cứ ra đến ngoài thì nó nóng thì nó lại phải bò ra, nhưng ra nó lại tụt lại. Thì lần đầu tiên tôi gặp là ở trên một cá thể là hơm mông cầu màu vàng. Khi tôi đón về thì tôi cứ thấy mùa thì trời lạnh mà con chó thì nó cứ hắt hơi, thì tôi lại nghĩ rằng là nó viêm đường hô hấp. Thế nên tôi có tiêm thuốc cho nó thì cũng không thấy nó đỡ mấy, nhưng mà tôi tiêm hai mũi không thấy nó đỡ mấy, nhưng mà tôi lại kiểm tra không có dấu hiệu sốt, không có dấu hiệu gì cả của ốm đau cả. Thế nên là tôi không tiêm nữa mà tôi theo dõi, thì thấy con chó vẫn ăn uống khỏe mạnh bình thường. Thế thì khi mà tôi thấy nó hơi thì tôi mới thấy nó thò lò cái con đĩa nó ra, không phải là lúc đấy là không nghĩ là con đĩa, mà tôi thấy nó thò lò có một cái dị vật gì đó. Thì tôi nghĩ rằng là thực chất là mình mua phải cái con chó mà không may nó có cái dị vật ở mũi thì nó giống như người ta ấy, nó có cái gì đó mũi này này nó buồn thì nó hát hơi. Thế tôi tìm cách tôi giật ra thì nó lại thụt thụt vào, thì tôi lại bảo tôi có khi phải mang đi phẫu thuật. Thế thì định mang đi phẫu thuật thì bất ngờ cái hôm ấy là nó, tôi thấy nó thò ra dài quá, tôi bảo cứ giật nó chảy máu thì mình cầm, nhưng mà cắt nó mổ cắt đi thì cũng đến cắt đi, còn nó ra như thế này cứ giật đứt nó ra xem là thế nào. Thì lúc giật cái vật ra phát thì là con đĩa, nhưng mà vì lúc đó tôi giật ra mất rồi nên tôi không muốn quay lại. Thì bây giờ quay một con chó mà bởi vì khi bây giờ ta quay một con chó mà một con đĩa đã nằm ngoài rồi thì nhiều khi các bạn lại bảo tôi chém gió. Thì hôm nay thì bất ngờ, thì hôm nay thì cái con chó này tôi mua về mới được một tuần. Con chó trước nha, nó con đĩa nó sống cả tháng luôn tôi không phát hiện ra, vì lúc đó không nghĩ nó là trời rét mà tôi lại không, nó thò ít nên tôi không nghĩ nó là con đĩa, tôi chỉ nghĩ nó là cái dị vật. Thế nhưng mà khi mà ở đối với con chó này thì tôi bắt về thì khi mà nó thò một cái tôi nhìn thấy phát cái tôi nghĩ ngay đến cái con lần trước. Thế nên là tôi mới lấy điện thoại ra tôi quay lại để cho các bạn thấy được là cái hình ảnh mà các bạn vừa xem đó. Thì đây là những cái mà chia sẻ với các bạn. Nếu trong trường hợp này thì đó là làm, các bạn hãy làm như tôi vừa làm thôi. Bạn giữ nó và bạn lấy cái con đĩa ra bằng cái cách ấy, hoặc là bạn dùng miếng nước tỏi bạn xịt vào mũi, nó hắt hơi nó thò ra thì bạn dễ gấp hơn. Một số anh em thì cũng có khuyên tôi rằng là nếu trong trường hợp này bạn tiêm cái nội ngoại ký sinh trùng thì nó cũng chết hoặc là nó phải bò ra. Bởi vì sao, là ký sinh trùng nó làm tê liệt hệ thần kinh. Nhưng mà tôi bảo thực ra thì tiêm thì nó có thể sợ còn ảnh hưởng đến con chó. Thế nên là với tôi thì nếu mà làm được như này thì tôi làm được như này thì nó nhanh hơn và nó đơn giản hơn. Và tôi nhìn thấy con chó con đĩa nó giật ra thì tôi yên tâm hơn. Còn tiêm cái kia mà mai mình không nhìn thấy, mình không biết là nó vào trong hay ra ngoài thì mình cũng hơi lo. Thì hôm nay cũng là một cái video chia sẻ với anh em để anh em lưu ý trong những trường hợp như thế này. Nên là nếu muốn xem một cái ghê thì khuyên cáo anh em là chúng ta cân nhắc trước khi xem.
tôi phải giữ để cho nó khỏi liếm. Ở quầy đó. Dạ. Đây là những cái thực tế anh em gặp nhá. Đấy. Đấy, đây các bạn đã thấy chưa? Đó. Đây nhá. Trên thực tế này. Tôi vừa mới rút ra khỏi lỗ mũi con chó này. Đó các bạn thấy chưa? Chó bản về nhá. Đó, các bạn đã thấy sợ chưa? Đây, để em đây này. Đó, nó bám ký sinh trùng trong mũi của con chó rất là nhiều ngày rồi. Nhưng mà về đây là mãi vừa rồi mới phát hiện ra. Đây là con đỉa. Các bạn đã thấy sợ chưa cái mồm này? Đó. Và nếu như chúng ta không để ý là tôi tưởng dị tật. Thực ra thì đây là nó thò ra ngoài, mình gắp mình rút ra ngay ra được. Nhưng ngoài ra vẫn còn một cái cách khác nữa là gì, chúng ta có thể nhỏ một tí nước tỏi vào đây. Con chó nó hắt xì hơi thì nó cũng phọt thò ra ngoài thì chúng ta gắp ra thì nó cũng dễ hơn. Cái hai là cái nước tỏi nó làm sót cái lỗ mũi cái con chó và sót cái con đỉa này thì nó cũng dễ nhả ra hơn. Nhưng mà thực ra với cái này thì lần trước tôi đã gặp rồi và tôi rút ra được nên là lần này tôi cặp tôi rút ra luôn. Đó, đây các bạn đã nhìn thấy. Và nếu như những chia sẻ của Hoàng TV anh chị em thấy hay và hữu ích thì hãy chia sẻ cái giá trị này cho nhiều người cũng biết. Nhớ bấm vào like để ủng hộ Bằng Đoàn, cho Bằng Đoàn có động lực làm những video tiếp theo. Anh chị em có thắc mắc hay muốn Bằng Đoàn chia sẻ về điều gì thì hãy comment ở phía dưới bài viết này. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Bằng Đoàn TV, hãy bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào quả chuông để được theo dõi những video mới nhất của Bằng Đoàn TV chia sẻ cùng các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.